Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Hoàng Đức đang đứng tại đường Điện Biên Phủ ha. Phía trước mình đó là cầu Sài Gòn, cũng như bên phải đó là quân cảng Tân Cảng Sài Gòn ngày trước đó các bạn. Và có một cái tuyến đường metro phải bến thành Suối Tiên ha, trước mặt của chúng ta. Và hôm nay là ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023. Hoàng Đức sẽ chia sẻ đến quý vị cũng như các bạn mình con đường xa lộ Biên Hòa cũng như là xa lộ Hà Nội ngày nay ha. Và bây giờ thì Hoàng Đức xin mời cô chú và các bạn mình cùng theo chân Hoàng Đức di chuyển theo con đường xa lộ Biên Hòa ngày trước ha các bạn. Ngày trước thì con đường này, và nếu như các bạn muốn đi Biên Hòa thì có những cái tuyến xe như là xe Đa Su, rồi xe thang, xe con rùa chạy từ ở ngay chỗ bến xe Văn Khánh này đi Biên Hòa đó các bạn. Rồi Hố Nai, Tam Hiệp, phía bên phải hoặc đến đây đó là Tân Cảng ha, khu Tân Cảng Sài Gòn ngày trước đó các bạn. Và bây giờ thì trở thành một khu đô thị Vinh Hòm rất là lớn tại khu vực này. Đây là cái tuyến đường huyết mạch từ các tỉnh miền Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là đi vào cửa ngõ phía đông của Sài Gòn đó các bạn. Bên trái đó là tuyến Sài Gòn Bến Thành Metro, Metro Bến Thành Suối Tiên. Và bên đây là khu vực khu Vinhome là rất là lớn, khu biệt thự rất là cao cấp tại khu vực Tân Cảng ha các bạn. Bên đây là địa bàn của quận Bình Thạnh, còn qua bên cầu đó là quận 2 ngày trước và nay là thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức thì nay là một cái khu phát triển về phía đông của Sài Gòn, thì những khu nhà rất là cao, rất là đẹp tại khu vực thành phố Thủ Đức này. Hai bên trái bên phải các bạn thấy đó là những cái khu nhà rất là cao tại khu vực này ha quý vị. Bên phải là phường Thảo Điền, còn xin lỗi, bên phải là phường An Phú, còn bên trái là phường Thảo Điền. Năm khoảng năm 80 mấy 90 thì bên đây có những cái hồ bơi như Thảo Điền và An Phú. Và lên một đoạn nữa thì chúng ta sẽ có một cái lối rẽ vào, đó là cầu đen đi để đi vào đường Trần Não cũng như Lương Định Của. Còn các bạn muốn qua phường Thảo Điền thì các bạn cũng rẽ phải, ôm phải và đi dưới dạ cầu Sài Gòn này ha quý vị. Trước đây thì cái tuyến đường này nó rất là nhỏ, sau này được mở rộng rất là rộng tại cái tuyến đường xa lộ Hà Nội này ha quý vị. Đây các bạn đi vào đường Trần Não cũng rẽ phải vào, đi vào đường Văn Hưởng thì các bạn cũng rẽ phải vào đó. Và bên phải thì chúng ta là có một cái đường song hành với lại đường xa lộ Hà Nội. Khu vực này thì nói chung nó rất là phát triển rồi quý vị. Trước đây thì hai bên này là những cái cây giống như cây cừ tràm ở cái khu vực này, nhưng mà sau này giải tỏa lên thì trồng lại những cái hàng cây xanh rất là thân tốt tại khu vực này. Và đều ha, trước thì có những quán cà phê võng dọc hai bên đường, và bên tay trái mình nhớ đó là có một cái quán phở ao sen nằm ở khu vực bên tay trái phường Thảo Điền bên này quý vị. Còn đây là cầu Trắng ha quý vị, cầu Trắng, và di chuyển lên một đoạn nữa thì các bạn sẽ tới
Metro và bây giờ đổi thành là MM Mega mắc kẹt đó quý vị. Trời Sài Gòn mấy bữa nay thì không khí hơi lạnh chút xíu và xe lạnh ha, và có gió rất là nhiều. Hôm nay thì trời ở ngưỡng nắng cho nên là cũng không gọi là nắng gắt lắm, rất là dễ chịu, mát mẻ nữa vì dọc tuyến đường này thì có bán là đại lý bảo hiểm cho hai người chỉ có 10.000 đồng thôi. Rồi bán những cái mộng dừa đặc sản Bến Tre nè. Bên phải chúng ta đó là những quán ăn ha. Bên phải cái đường song hành đó, những quán ăn rất là nhiều tại bên cái vị trí bên phải đó. Đây thì có tuyến xe buýt chẳng hạn như là 150 đi từ bến xe Chợ Lớn lên tới Tân Vạn. Còn đây bên tay phải mình đó là quẹo vào con đường Nguyễn Hoàng cũng như là Metro An Phú hồi trước đó. Các bạn muốn quay lại thành phố thì lên lên cầu Sài Gòn để qua lên đây sẽ có đường rẽ trái cho các bạn đi quay lại đường lại cầu Sài Gòn được ha. Bên đường thì bên tay trái mình thấy là những công trình nhà cao ốc đang xây dựng rất là lớn ha, rất là nhiều những nhà cao ốc tại khu vực này. Và đây là các bên tay phải mình là Pháp Viện Minh Đăng Quang, một cái khu rất là lớn tại khu vực này thưa quý vị, rất là khang trang luôn á, một quỹ đất cũng rất là rộng tại vị trí này các bạn. Và phía trước ta chúng ta đó là cầu vượt Rạch Chiếc, ngã ba Rạch Chiếc, và cũng như là mình sẽ đi rẽ phải vào đây ô tô, nếu như các bạn đi ô tô thì rẽ phải vào đây ha, là sẽ đi vào con đường Mai Chí Thọ để mình đi vào cao tốc Long Thành Dầu Dây. Xây dựng và tiếng metro này thì bây giờ mình
và nó kéo dài rất là dài cái thời gian. Và phía trước quý vị đó là cầu Rạch Chiếc ha quý vị. À, ngày trước thì nếu như đi lên tới đây là sẽ là địa phạt của quận 2, nhưng mà qua bên kia sẽ là quận 9 ha quý vị. Nhưng mà bây giờ thì đã đổi thành là thành phố Thủ Đức rồi. À, phía dưới cầu này thì mình thấy đang trồng bông. Ở dưới cầu này mình có một đường đi từ dưới đó rẽ trái mình đi vòng lại đường cầu Sài Gòn được hả quý vị. Đây hai vợ chồng lên chợ hai con có thể là đi về quê. Nhìn nhớ cái cảnh này thì mình cũng rất là ngán. Và bên phải mình đây thì có một cái kho để xe cơ giới rất là lớn, giống như rờ móc. Nha quý vị. Bên trái mình thì có một xí nghiệp trộn bê tông. Để mình coi bê tông gì. Việt Hàng hả quý vị. Đây là một cái kho bãi xe mà nói cũng rất là lớn các bạn, đầu kéo không hoa lợi ha quý vị. Từ ngày 1 tháng 8 2022 thì trạm thu phí xa lộ Hà Nội thu phí hoàn toàn tự động ha quý vị. Bên đây là cảng Phước Long. Đây là hai con hồ, hai trục cảng hai bên đúng không vậy? Container không mà vậy. Đây là trạm thu phí xa lộ Hà Nội đây. Đây qua đây thì có một nhà ga nữa. Trước đây có cái nhà máy xi măng Hợp Tiên đó quý vị. Rồi giờ mình ở đâu rồi nhỉ? Tây Hòa, còn mình đi lên ngã tư Thủ Đức nữa thì mất tầm 3 cây số 1 km nữa các bạn. Đây bên tay trái đây là nhà máy xi măng Hợp Tiên.
nước từ nhà máy Thủ Đức về thành phố, nước sạch D2000 ha quý vị. Nếu D2000 thì mình nghĩ chắc cũng lớn lắm. Đường ống. Và bây giờ thì quận thành phố Thủ Đức này sẽ có một cái bệnh viện ung bướu cũng như là bến xe miền Đông mới sẽ chuyển dời về ở trên này, gần ngay chỗ đường Hoàng Hữu Nam đó quý vị. Bên tay phải mình thấy và có thấy ngôi chùa, đó là chùa Quảng Liên. Nếu như quý vị rẽ phải vào đây là đi vào con đường Đỗ Xuân Hợp ha. Mình có thể đi lên cái vòng xoay, mình sẽ đi vào kết nối vào cao tốc Long Thành Dầu Dây được ha quý vị. Của mình đây là phường Phước Long B. Bên tay trái mình đó là trung tâm hành chính của quận Thủ Đức ngày trước, cũng như là cấp nước, rồi ủy ban nhân dân, rồi các văn phòng đất đai, đăng ký đất đai là nằm ở bên tay trái này nhé quý vị. Còn đây là ủy ban nhân dân quận 9 ngày trước nè quý vị. Đó, cái tòa nhà đó là ủy ban nhân dân quận 9 ngày trước đó. Còn không biết bây giờ là đặt cái văn phòng gì thì mình không nắm rõ lắm nha. Phía trước của quý vị các bạn đó là ngã tư Thủ Đức ha quý vị. Một hướng về thì mình sẽ rẽ về đường Phạm Văn Đồng được nè, còn rẽ phải thì mình đi đường vào đường Lê Văn Việt. Chuyên bán về máy công nông nhiều ha, coi như là máy xúc, máy đào rất là nhiều. Đây là một cái cầu sắt vượt ngã tư Thủ Đức đây quý vị. Để các quý vị và các bạn rẽ trái là mình đi về đường Võ Văn Ngân ha, còn rẽ phải thì mình đi Lê Văn Việt, cũng như là bên tay phải mình đây là Cóc Mắc. Còn phía đối diện bên tay phải đó là công an quận 9 ngày trước và bây giờ thì là trở thành công an thành phố Thủ Đức đó quý vị. Ngay khu vực này thì mình thấy là đang giải tỏa ngay cái bến sát bên cái công an thành phố Thủ Đức để làm cái gì đó thì mình không có biết rõ lắm ha.
giải tỏa một cái khoảng đất cũng rất là rộng ha. Bên phải thì mình có một cái đường song hành chung với lại đường xa lộ Hà Nội này luôn quý vị. Còn bên trái mình đó là nhà máy nước Thủ Đức. Nhà máy này sẽ cung cấp nước cho hầu như là khu vực thành phố này nhiều nhất. Thì ở nhớ là có nhà máy Thủ Đức nè, Tân Xuân nè, rồi Chợ Lớn nữa phải. Đây sẽ tới ba đường ống dẫn nước luôn quý vị, 1, 2, 3 đường ống dẫn nước luôn. Phía bên tay phải của quý vị đây là khu công nghệ cao nằm tại phường Hiệp Phú, quận 9 đó quý vị. Phía trước mặt thì mình đang có một cái đội cảnh sát giao thông đang kiểm tra tốc độ tại khu vực này hả quý vị. Đây thì đi thường sẽ bị kiểm tra tốc độ rất là nhiều, cho nên là các bạn đi sẽ giảm tốc độ lại. Và đây là Ủy ban Nhân dân quận, đây là khu công nghệ cao bên tay phải của Hoàng Đức đây quý vị. Mình rẽ phải vào khu công nghệ cao đây quý vị.
nối qua tới đường Lê Văn Việt bên kia luôn luôn á, ngay chỗ mà trường đại học giao thông vận tải. Phía trước đó là rạm 2, cầu vượt rạm 2 đó quý vị. Ngày trước thì các bạn nói rạm 2 là biết là ngay khu vực này rồi. Nếu như các vị có bạn rẽ trái là sẽ đi về xa lộ Đại An, cũng như đi về nối quốc lộ 1A đó quý vị. Còn phía trước đó là quốc lộ 1A, mình đi tới cầu Đồng Nai. Còn các bạn di chuyển xe Honda thì rẽ phải vào đây ha. Các bạn sẽ ôm lên cái cầu vườn để mình đi qua lại bên quốc lộ 1A. Và tới đây thì các bạn cũng nhớ là bật xi nhan phải nha. Nếu như mà các bạn không bật xi nhan phải thì cũng có thể là bị kiểm tra và bị hỏi thăm đó. Đây là cái cầu vượt trạm 2 đây ha. Nếu như các bạn ôm lên đó rẽ ôm trái ra thì nó sẽ ra lại xa lộ quốc lộ 1A lại ha. Thì kết nối đường để mình đi về các tỉnh như Đồng Nai nè, các tỉnh miền Trung như Bình Thuận rồi đi ra Bắc được ha quý vị. Ở đây thì có bán mây Thái ngọt nè các bạn. Cốm 15.000 một trái, thì một trái cốm quá bự luôn quý vị. Đây các bạn ôm trái nè, các bạn sẽ đi về ra lại quốc lộ. Còn nếu mình đi thẳng đây thì nó sẽ đi về khu vực Khánh Thành được, nút giao thông An Sương được nè quý vị. Và tới đây thì nó cũng xin kết thúc clip ngày hôm nay tại đây, và chúc quý cô chú anh chị các bạn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt ha, và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Hoàng Đức, và xin cảm ơn nhiều.